Rồi, xin chào anh em nhé. Hôm nay về được cái lô iPhone A1 Oppo. Lô Oppo này, em cùi được thử coi. Ui, nhiều phớt đấy nha anh em. Anh em theo dõi kênh này nhớ bấm đăng ký nha, để đón xem clip mới từ kênh của mình nha. Dòng này thì đang coi thấy cái gì đây. Này Vivo anh em, Y91 nha. Cái dòng này mấy riêng đẹp hết anh em, hết pin máu rồi. Thế mình sạc pin lại. Này là Xiaomi Redmi Note 3 hay sao á, 332 phải thế đúng không, Note 3 đúng rồi, 332. Tiếp theo là gì đây, Oppo A59 là F1S nha anh em. Con này RAM 4 bộ nhớ 32 dàn nội địa, cấu hình rất là mạnh nha, xài ok luôn. Về nhiều nha, về nhiều anh em chín nha. Anh em thích thì theo dõi kênh để đón xem mua những cái máy nội địa ring này, xài rất là sướng, nó chạy mượt lắm anh em, chứ không phải như mấy cái máy nó đỡ hơn, nói chung là đỡ hơn hàng Việt Nam, nó mượt hơn nhiều. Anh em chín máy đẹp, 989 hết nha, máy ring đẹp 989 hết toàn bộ. Tiếp theo là con gì đây, Oppo. Con này là hình như A83, Oppo A83, mấy nội địa nha anh em, ring nội địa ha, chính xác nó luôn rồi đó, màu đỏ rất là đẹp. Đa số là dòng nội địa đợt này, lô này về nội địa toàn bộ. Anh em chín nữa, mười mấy 20 cây anh em lựa chọn thoải mái nha. Con này A83 luôn, A83 luôn, A83 luôn. Tiếp theo con này là F5, bộ đồ F5 mấy đẹp, ring đẹp nha anh em, 89 luôn. Con này con gì đây, F5 luôn. Mấy dòng này kèm bấm rung cho anh em sẵn luôn này. À, mấy riêng đẹp. Mà còn rất sắc nét. Riêng đẹp luôn. F5 luôn. Sẽ test một con F5 là thử ra sao. Để xài nó có ok không? Nói con này thì ốp lưng kèm theo anh em hết nha. Đó, địa thì có ốp lưng hết. Bên giao hàng người ta kèm sẵn luôn, anh em về bỏ sim như là xài. Kết thử coi thử nha anh em. F5 RAM 4 bộ nhớ 64 nha anh em. RAM 4 64 ha. Clip này mình khui hàng nha. Clip sau thì mình sẽ báo giá. Mình coi giá lại bao nhiêu rồi mình sẽ báo giá bán cho anh em nha. Chức năng thì rất ok luôn. Có bộ F5. Rất xem camera ha. Đó. Cam trước sau cực nét nha. Đó, thử tiếp con là thế này. À, A83 thì A83 này. Em chuyển ngôn ngữ nha. Nghĩa là mấy nội địa hết toàn bộ. Nên là nó có tiếng Trung Quốc. Mình phải chuyển qua tiếng Việt mình xài. Con này là chắc là 332. A83 RAM 4 anh em. Anh em thấy không, mấy nội địa nó khác mấy Việt Nam nha, nó con này RAM 4 lần chứ không phải RAM 3. RAM 4 32. Đó, cấu hình rất là ghê. Mạnh nha. Trước xe rất là đẹp.
Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây. Thằng ngay chào cả nhà nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha. Clip bán báo giá này sẽ là clip phía sau. Rồi, thằng ngay chào cả nhà.